Thời Xuân Thu Chiến Quốc có một người nước Tề, do trời mưa cả tháng mới tạnh, cỏ cho ngựa ăn trong nhà bị ẩm, nát hỏng gần hết, anh ta giải cỏ phơi ở chân dậu. Hôm sau ra vơ cỏ, nghe thấy tiếng kêu tích tích lật lên xem, thì bắt ngay được con chim chỉ. Anh ta mừng lắm, lại cứ để cỏ đấy, có ý mong ngày mai lại được con chim chỉ nữa, mai ra, lắng nghe tai lại thấy tiếng kêu tích tích như hôm trước, trong bụng mừng thầm. Nhưng vừa bới cỏ lên, thì có một con rắn, nó cắn vào tay anh ta bị thương rồi chết. Người xưa nói rằng, một việc nhỏ ấy đủ làm gương cho ta. Trong thiên hạ có cái phúc không tưởng được thế, mà may được thế, cũng có cái họa không ngờ đến thế, mà xảy ra thế. Luận bàn, sự may, rủi người ta không thể lường trước được. Trong cái may, biết đâu mà chẳng có cái không may, trong cái chẳng may, biết đâu mà chẳng không có cái may. Cùng một việc, bận trước là chẳng may, bận sau lại may, như người trước gặp chim chỉ có lợi, sau gặp rắn thì chết, nói trong chuyện này. Chúng ta nên nhớ rằng, tham thì thâm, đã đắc ý một lần, không nên lại đến lần nữa. Đến không những không được như lần trước mà lại còn bị khinh bỉ khổ nhục nữa. Họa phúc xoay vần, khó lòng biết được. Trong cái phúc thường có cái họa nấp sẵn ở đấy, trong cái họa thường khi lại có cái phúc nấp sẵn ở đây. Cho nên đối với họa phúc ta không nên vội lấy việc chỉ có một thời mà quyết định cho là hay mãi hay dở mãi được. Ta chỉ nên, khi gặp phúc thì thao thủ cẩn thận, đừng có kiêu sa phóng túng, may mà giữ được phúc lâu dài. Khi gặp họa, thì tu tỉnh lấy thân, đừng có ngã lòng, đừng có oán trách, may mà qua được họa thì lại gặp phúc chăng.